Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020. Và đây là chiếc âm ly KT88, là sản phẩm đầu tiên mà KT Audio chúng tôi sản xuất và xuất xưởng năm 2020. Sản phẩm này là một chiếc âm ly dành cho anh Tấn Sài Gòn. Đấy, xin mời anh Tấn sau đây sẽ cùng tôi để nghe thử cái âm ly này trước khi việc đóng gói, và ngày mai tôi sẽ gửi cho anh qua Viettel để vào Sài Gòn để cho anh thưởng thức và anh nghe trong dịp Tết. Thì cũng như cái thông lệ, đây là chiếc âm ly KT88 có công suất ra 50W một kênh. Một cái sản phẩm truyền thống và rất được khách hàng quý mến của KT Audio. Đặc điểm của dòng âm ly KT88 này đó là cái công suất nó khá lớn và có cái chất âm mạnh khỏe, ấm áp, cho nên đánh được rất nhiều loa. Và khách hàng chủ yếu của chúng tôi khi mà mua cái âm ly KT88 này là để ghép với loa JBL, Tannoy, Harbert, rồi nhiều cái loại loa khó đánh khác. Cái âm ly này nó có một điểm thú vị là có thể chạy được đèn KT88. Hiện nay cái âm ly này tôi đang để là bốn cái đèn KT88, nhưng hoàn toàn có thể thay nó bằng đèn L34. Tắt máy, rút cái đèn này ra, thay đèn L34 vào thì chúng ta sẽ có một cái âm ly chạy đèn L34. Và chỉ có một cái động tác rất đơn giản là các bạn sẽ phải dùng một cái tua nô vít dẹt. Đó, đây, chỉnh vào cái vít này. Ở đây tôi có một cái vít màu trắng này, các bạn nhìn thấy ở đầu ngón tay tôi đây. Nó chính là vít chỉnh bias cho cái âm ly. Có nghĩa là chế độ bias của 300 của L34 và của KT88 thì chỉnh khác nhau, thế thôi. Rất đơn giản, chỉ mất khoảng độ chừng 5 phút là các bạn có thể hoàn thiện được cái quá trình chuyển đổi từ đèn KT88 thành đèn L34. Và mỗi một cái loại đèn này thì nó có một cái màu âm khác nhau. KT88 thì mạnh khỏe, đầy đặn, tiếng bass sâu, mềm, chắc chắn. Thế còn đèn L34 thì nó nổi bật ở dải trung âm. Và nếu ai thích nghe giọng ca hay là nhạc jazz, da cổ chẳng hạn, thì cái đèn L34 nó cho một cái âm thanh rất quyến rũ về trung âm. Đấy. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ ghép cái âm ly này với một đôi loa là đôi Diatone. Đôi loa tôi vẫn hay dùng để thử cho khách đây. Diatone, một đôi loa Nhật thùng kín. Cũng là khá là khó đánh, ngay đối với các âm ly bán dẫn thì không phải là dễ đánh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chiếc âm ly KT88 này. Và mời anh Tấn Sài Gòn nghe cái âm ly này trước khi tôi chuyển âm ly cho anh. Tôi sẽ bật nhạc số một cái bài của Alan Taylor. One frozen smile, one dying fall, one crooked mile, one wailing wall, one broken vow divides the few. Too late somehow. Summer soon, young lovers sing a simple tune. Too young to know how dreams are brief and come to fall. One final dance unites us all. One grand romance before we fall. One stands alone when all is.
Đấy, thử chúng ta vừa nghe thử cái âm nhạc của Alan Taylor, một ca sĩ nổi tiếng người Anh. Bây giờ tôi sẽ chuyển qua một ca sĩ người Việt, đó là ca sĩ chuyên hát về Hà Nội qua những tình khúc của Phú Quang. Bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp một bài nữa. Chắc các bạn nghe một cái dạo đầu này đã nhận ra đây là một ca khúc do Tuấn Hiệp trình diễn. Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoang lang. Ta còn em mùi hoa sữa, con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm. Ta còn em cây bàn mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, từng chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiện. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Vâng, xin cảm ơn các bạn và anh Tấn ở trong Sài Gòn đã nghe thử cái đoạn test, những cái đoạn test ngắn này. Xin cảm ơn.